Khương xin chào khách hàng ở đường Đỗ Trình Thoại, xã Hương Thọ Phú, Tân An, tỉnh Long An. Có đặt Khương một bộ hát, hát sản phẩm này còn gọi là tên H9 Pro, micro là cao cấp AT100. Thì các cái khách trước mới mua sau này cứ kêu Khương làm clip sử dụng cho H9 Pro, thì Khương cũng nói thẳng luôn, cái cục H9 Pro này nhập cao hơn cái H9 đời trước cũng không nhiều. Các chức năng đều sử dụng giống như nhau hết, nhưng mà khách Khương mượn khách hàng, bộ của khách hàng ở Long An, Khương làm clip một lần nữa để cho các khách khác sau này mua H9 Pro của Khương thì coi cái clip này mà sử dụng luôn nha. Trước khi Khương cắm từ dây cho khách, và cái cách kết nối Khương làm rất là chậm luôn, về khách chỉ có ghim có 3 lỗ duy nhất là xài được, vì sản phẩm của ta kèm theo rất là nhiều đồ, cũng như cái chăn kẹp nữa, có tặng chăn kẹp thì những cái thứ đó là để mình trang trí, mình không cầm mỗi tay thôi. Còn cái nhiệm vụ trọng tâm chính của sử dụng thì Khương sẽ hướng dẫn cho khách đây. Đầu tiên, khách về khách mở lên, thấy cái chữ góc bên phải nè, chữ on off nè, khách đè vô 3 giây đến 5 giây rồi buông ra. Nó sẽ chạy điện mặc định cho phần mềm đó chị, qua ha. Đó, chúng ta đợi như vậy. Vì cái cục này nó có cái chức năng không cần ghim điện hát cũng được, nên chúng ta có thể xách đi đâu hát cũng được, hát được mấy tiếng luôn nha. Rồi tiếp theo chúng ta, nó có chức năng Bluetooth thì chúng ta vô cái phần cài đặt Bluetooth. Chúng ta tìm chữ cài đặt. Khương làm chậm nha, khách khác không cách biết cách cài đặt thì Khương sẽ làm lại một lần nữa cho xem. Chúng ta bật Bluetooth lên. Chúng ta kiếm mà cái chữ HI-H9 thì chúng ta ấn vào HI-H9. Khương nói như vậy cho khách hàng, những khách hàng khác dễ nhận dạng được. Đó, nó báo là đã kết nối âm thanh HI-H9. Rồi như vậy là chúng ta lấy nhạc không cần dây, thì chúng ta chỉ lên YouTube thôi, chúng ta mở nhạc, ví dụ như nhạc không nhạc, hòa tấu hay nhạc không lời, chúng ta nghe hay là hát gì đó, vân vân. Ví dụ như vậy đây, chúng ta mở nhạc sẵn như vậy đi ha. Rồi là cái phần xong, cái phần kết nhạc, cấp nhạc này ha. Tới cái phần ghim dây đây nè, cái phần này mới quan trọng đây nè. Chúng ta về, chúng ta gắt là tiếng Anh, gắt là dễ luôn. Chúng ta quay ở sau, chúng ta thấy cái chữ micro không? Micro 1, 2 gì cũng được, chúng ta găm vào lỗ 1, lỗ 2 gì cũng được. Là một lỗ ha. Tiếp theo chúng ta này nè. Chúng ta nhìn trong tay, nhìn cái điện thoại của chúng ta có cái chữ phone á. Cái chữ phone thì chúng ta lấy cái tai nghe kiểm âm mà Khương tặng kèm cái tai nghe bự đó. Nhưng mà Khương nói lại là không có nhất thiết phải xài cái tai nghe bự của Khương tặng nha. Chúng ta có cái tai nghe điện thoại ở nhà, chúng ta hát lâu mấy tiếng đồng hồ thì chúng ta lấy cái tai nghe điện thoại vẫn hát được nha, không ảnh hưởng gì hết. Nhớ cho Khương là cái chữ phone. Rồi hai lỗ đúng không? Tiếp theo chúng ta thấy cái chữ layout, Khương đọc tiếng Việt nè, linear out. Chúng ta lấy cái cọng dây ba màu Khương kèm theo đây. Tới cái phần này là cái phần quan trọng nhất, dây ba màu này chúng ta chú ý nè. Chúng ta lấy cái đầu màu hồng, chúng ta găm vào, để găm nhầm màu đen màu xanh là sai nha, màu hồng. Nhớ cho Khương là màu hồng nha, găm vào chữ layout. Đầu màu xanh và đầu đen trống này chúng ta không xài, chúng ta cuộn lại. Không xài, nhớ cho Khương là không xài. Khương cuộn sẵn luôn nha. Rồi tiếp theo, nó còn đầu màu đen còn lại nè. Màu đen còn lại chúng ta găm vào cái điện thoại mình phát trực tiếp Facebook, hoặc là mình hát quay video, hoặc là mình hát ghi âm gì đó, là cái đây, đầu đen này còn lại nhớ là phải găm nha, găm mình hát Facebook, mình phải găm cái đầu ba gạch màu đen này để khán giả mới nghe nhạc được nha. Đó là tiếp theo cái phần găm dây xong, chỉ có 3 lỗ duy nhất. Tiếp theo cái mặt trên này thì chúng ta có chỉnh nhầm không sao. Cứ nói lại một lần nữa, cái mặc định nó hát nó đã là KTV rồi, thu âm chế độ hát clip thu âm rồi, nên nó mặc định rồi, chúng ta có bấm nhầm gì cũng không sao, chúng ta trở lại chữ KTV cho Khương là xong, không có lo lắng nhầm gì hết á. KTV cho Khương đi. Còn các cái nút dưới này là hiệu ứng
hiệu ứng này mình bấm vỗ tay tiếng cười cho em gì đó, mình có đùa vui thì mình xài nha, còn không xài cũng không sao luôn. Tiếp theo nè, nó có để mic von nè, thì âm lượng mic nó đang không đi, Phương chỉnh không hết trơn cho dễ. Âm lượng mic, ví dụ như mic đó, chúng ta hơi giọng khỏe quá chúng ta chỉnh 50, giọng chúng ta yếu quá 70, giọng chúng ta yếu nữa chúng ta chỉnh 80, cái này không sao, mình chỉnh theo vừa cái giọng hát của mình ha. Tiếp theo, mic 2 có nghĩa là âm sáng, âm chép của mic, thì chúng ta thích chép thì chúng ta tăng chép ha, tăng nhiêu cũng được, này chỉnh nhầm không sao, chỉnh vừa thì thôi. Tiếp mic low là âm trầm, làm ấm âm bass đó, chúng ta muốn bass nhiều thì chúng ta tăng, chúng ta không thích cái giọng bass thì chúng ta hạ ha. Tiếp theo cái chữ music, music này có nghĩa là âm lượng nhạc, nhạc chúng ta YouTube này nè, cái nhạc cái điện thoại này nè, cái điện thoại này nè, chúng ta tăng âm lượng bên hông lên rồi ha, rồi chúng ta nhích lên từ từ. Ví dụ như bass nhạc bây giờ nó quá lớn đi thì chúng ta để cái này cho nó vừa giọng hát của mình. Mấy bài nhạc ngày xưa thì mình tăng lên tí nữa, còn nhỏ nữa mình tăng tí nữa. Ví dụ như vậy, hiện tại là đang 80 nè, là cũng lớn lắm rồi. Tiếp theo cái âm lượng này là monitor, có nghĩa là âm lượng tổng mình đeo, mình kiểm âm, mình hát. Thì tốt nhất nghe lại Khương, cứ chỉnh 90 cho Khương đi. Này là Khương phiên luôn, để mất công mình dễ kiểm âm. Rec có nghĩa là âm lượng mình thu âm xuất ra, âm lượng phát trực tiếp, thì chúng ta cũng phải để 90 đi, để chúng ta quên, chúng ta đẩy xuống như vậy thì khán giả không có nghe gì hết, khán giả không có nghe và mình không có nghe. Nhớ cho Khương hai cái nút này luôn, lúc nào cũng khoảng 90 thôi nha, để mát thì nó sẽ xé tiếng, 90 trở lại thôi. Rồi đây là cái nút vang ít vang nhiều, thì chúng ta cứ để cao đi, nghe lại Khương để cao cho nó vang nhiều, còn chúng ta không thích vang thì chúng ta hạ thôi, cái này không sao luôn nha. Rồi bây giờ Khương sẽ ghim dây clip vào, mở nhạc lên hát thử luôn, cho test luôn, cho khách luôn. Khách về á, khách nhớ cái lúc nào cũng phải hát cái mặt chữ này vào môi như vậy nha, nó mới hút âm nha, chứ không phải là cầm như micro gia đình, cầm micro như vậy hát, người ta, những cái người ta biết hát trên mạng nhiều, người ta nhìn mình, người ta hát, mình biết mình hát sai và người ta cũng sẽ có cười mình luôn. Cầm như vậy nha, bề này là bề trái, bề này nè, cầm bề này mặt chữ vào môi nè đó, cái này Khương nhắc thêm. Rồi Khương sẽ mở nhạc ghim clip vô nha. Đây cái đầu màu đen nè, đầu màu đen có dây ba màu, lúc nào phải găm vô điện thoại phát trực tiếp nha. Khương ghim đây. Đó, thì như vậy thì khách thấy có nhạc, có âm thanh. Và cái môi của chúng ta hát ít nhất là 15-20cm nha. Vì cái mic cao cấp AT100 này nó hút mạnh dữ lắm nha khách nha. Còn nếu mà khách mà hút quá, khách hạ bớt âm mic này lại nữa nha. Bây giờ Khương test luôn đi ha, test nhạc luôn. Karaoke gặp nhau làm chi? Rồi. Test cho khách ở Hưng Thọ Phú, Tân An, Long An. Gặp nhau làm chi, đêm đêm về thương nhớ. Gặp nhau làm chi, thương nhớ mến mang. Người yêu người yêu, dù ta say giấc nồng, để ta diêu em đi vào cõi đam mê. Đó, bây giờ Khương bấm lên đúng lên nha, clip rất là dài để khách xem lâu.
Quan trọng Hương nhắc lại một lần nữa, chúng ta về chúng ta găm chỉ có 3 lỗ duy nhất, 3 lỗ thôi, găm không được 5 phút, ai găm cũng được hết, bất kể người lớn, trẻ em gì cũng găm được hết, miễn mình biết được cái tiếng Anh. Nó để chiếc microphone là mình găm cái lỗ mít ha. Tại vì cái cục này nó thiết kế thứ hai cái lỗ mít, mình muốn găm lỗ nào cũng được, một hai cũng được. Tiếp theo cái chữ phone thì chúng ta găm cái tai nghe điện thoại, tai nghe nào cũng được, tai nghe kiểm âm nào, miễn mình đeo vô mình kiểm âm, mình nghe nhạc hát đúng nhịp là được nha. Và cái lỗ thứ ba là cái lỗ layout. Layout chúng ta quan trọng nhớ cái đầu màu hồng găm vào cái chữ layout cho Phương, đầu màu đen còn lại găm vào cái điện thoại phát trực tiếp Facebook. Đầu màu xanh không xài, Phương đã cuộc sẵn rồi nên rất là dễ sử dụng, có 3 lỗ duy nhất thôi, còn những cái lỗ lại còn lại chúng ta không quan tâm. Cái lỗ bự thì mình sạc rồi, USB mình sạc đầy thì mình hát mấy tiếng luôn, cũng không quan tâm phải cấp nguồn, mà vừa cấp nguồn vừa hát, chúng ta chức năng nó đã đầy đủ rồi, không cần phải cấp nguồn hát. Khi nào pin yếu, chúng ta ít pin, chúng ta muốn hát lâu quá thì chúng ta hãy găm trực tiếp vào ổ điện nhé. Rồi một lần nữa Hương cảm ơn khách hàng ở Hương Thọ Phú Tân An Long An rất nhiều đã ủng hộ Hương H9 Pro Miro AT100 xịn. Cảm ơn khách.